Xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức thời sự mới nhất 24 giờ qua. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi đang được dư luận quan tâm dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Liên quan vụ Chủ tịch UBND huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, Nguyễn Thị Giang Hương, chiều ngày 23 tháng 3, ông Lê Thành Mỹ, Bí thư huyện ủy Nhân Trạch cho biết, sau khi báo chí thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy Đồng Nai. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai sau đó cho biết sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của Chủ tịch UBND huyện Nhân Trạch. Theo ông Lê Thành Mỹ, đầu tuần này, huyện ủy Nhân Trạch sẽ yêu cầu bà Hương báo cáo diễn tiến toàn bộ sự việc bà bị lừa đảo ra sao. Một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, báo chí thông tin số tiền của Chủ tịch huyện bị lừa quá lớn, nên Ủy ban Kiểm tra sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của Chủ tịch UBND huyện Nhân Trạch. Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Các nguồn tin cho hay, số tiền bà Hương bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Hiện công an vẫn đang điều tra các dòng tiền trong tài khoản, cũng như việc kiểm soát nguồn tiền ở các ngân hàng mà bà Hương đứng tên. Nói về những trường hợp bị lừa tiền như trên, một lãnh đạo Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho hay, hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng mạo danh các cơ quan nhà nước như thuế, công an, rồi đưa ra các tình huống cập nhật, đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2, quyết toán thuế, thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy, lừa đảo để thao túng tâm lý người dân. Sau đó, kẻ lừa đảo dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng. Đây là những phần mềm có chứa mã độc, có thể chiếm được quyền kiểm soát di động đối với điện thoại có hệ điều hành Android. Khó lấy lại tiền bị lừa. Trao đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm và lấy lại tiền hay không, nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm. Bởi khi lừa đảo, tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cào, tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ, chơi game bất hợp pháp. Do đó, khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã OTP xác thực trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các giao dịch bình thường khác. Chính vì vậy, hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện, đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng. Và lúc này, ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, cơ quan công an để điều tra, hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý. Các ngân hàng và khách hàng đều phải đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. Nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xảy ra, vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc đặt ngưỡng giao dịch buộc phải xác minh chính chủ trong thời gian tới là cần thiết. Điều này nhằm vô hiệu hóa, nạn cho thuê, cho mượn tài khoản để nhận tiền lừa đảo. Theo thống kê, 90% giao dịch liên kết ngân hàng có giá trị dưới 2 triệu đồng, chỉ có 10% giao dịch là trên 2 triệu đồng. Các tài khoản hoàn toàn có thể đặt ngưỡng 5 triệu, 10 triệu đồng trở lên phải xác minh chính chủ, khuôn mặt, vân tay. Quá trình này chỉ mất 5 đến 10 giây, không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, nhưng đảm bảo chính chủ đúng theo quy định hiện hành. Nếu xác minh không đúng chính chủ, ngân hàng có quyền tạm dừng giao dịch và yêu cầu xác thực tại quầy. Theo kết quả điều tra những vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân thời gian qua, có đến 99% vụ việc là không để lại dấu vết của tội phạm, vì tiền được chuyển đến những tài khoản được thuê, mượn, mua bán, sau đó được chuyển ra tài khoản khác. Việc truy tìm đối tượng lừa đảo rất khó khăn. Nhưng từ mùng 1 tháng 7, kể cả khi khách hàng lỡ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo thì cũng có thể lấy lại tiền. Trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của mình để chuyển tiền, cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin căn cước gắn chip. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết. Làm rõ hơn về quy định này, lãnh đạo vụ thanh toán cho hay, quy định chỉ áp dụng với các giao dịch chuyển tiền thông thường, không áp dụng với các giao dịch thanh toán mà ở đó bên nhận tiền đã là điểm đến rõ ràng. Theo quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.
thanh toán trong ngày vượt quá 20 triệu phải được xác thực bằng sinh trắc học, có thể dùng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, mục đích của việc phải xác thực khuôn mặt là đảm bảo chính chủ đang thực hiện giao dịch. Thời gian qua, có không ít người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, như tự xưng là cơ quan chức năng như công an, thanh tra giao thông, v.v. và đưa ra các tình huống khiến người dân mất cảnh giác, truy cập vào phần mềm, đường link có mã độc, sau đó đối tượng vào tài khoản, thậm chí chiếm quyền kiểm soát điện thoại để lấy hết tiền. Để góp phần ngăn chặn tình trạng trên, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn cho các chủ tài khoản, theo quyết định số 2345, từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền dưới 10 triệu đồng một lần phải xác thực bằng mã OTP. Với chuyển tiền trên 10 triệu đồng, bên cạnh xác thực bình thường như hiện nay, người thực hiện giao dịch còn phải xác thực khuôn mặt, mục đích là làm đảm bảo đúng chính chủ đang thực hiện giao dịch. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng một ngày phải xác thực bằng sinh trắc học. Xác thực sinh trắc học là khuôn mặt thật chứ không phải hình ảnh cài trên điện thoại, tức là người thực hiện chuyển tiền phải soi khuôn mặt mình vào ứng dụng, nhìn lên nhìn xuống để đảm bảo đây là hình ảnh sống. Và khuôn mặt của người thực hiện chuyển tiền được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học từ căn cước công dân gắn chip do Bộ Công an quản lý, ông Tuấn cho biết. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai áp dụng hiện hành các biện pháp sinh trắc học trong một số loại giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet, Internet Banking, Mobile Banking. Dấu hiệu sinh trắc học có thể được xác định bằng dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của căn cước công dân, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và sẽ có tính bảo mật cao nhất. Ngoài thay đổi khi chuyển tiền, khách hàng cá nhân trước khi giao dịch lần đầu bằng ứng dụng ngân hàng, mobile banking hoặc trước khi giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị đang giao dịch lần gần nhất cũng phải được nhận dạng sinh trắc học. Bên cạnh đó, ngân hàng cần có thêm phương thức xác thực OTP gửi qua tin nhắn, giọng nói hoặc soft OTP, token OTP. Cùng với đó, ngân hàng cần gửi SMS hoặc email cho khách hàng theo thông tin khách hàng đã đăng ký, thông báo về việc đăng nhập lần đầu ứng dụng Internet Banking, Mobile Banking hoặc đăng nhập trên thiết bị khác với thiết bị đăng nhập gần nhất. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng lưu trữ thông tin về thiết bị giao dịch trực tuyến của khách hàng và nhật ký xác thực giao dịch tối thiểu trong vòng 3 tháng. Đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, thời gian áp dụng các quy định tại quyết định này kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thay vì 1 tháng 7 tới. Ngày 23 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam ông NTSE, 43 tuổi, quê tại Hà Nội, để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Theo hồ sơ, tháng 12 năm 2021, ông Ca không cẩn thận nên đã chuyển nhầm đến tài khoản của ông E, tạm trú tại thành phố Dĩ An, số tiền 300 triệu đồng. Phát hiện mình đã chuyển nhầm, ông Ca tiếp tục chuyển thêm các khoản nhỏ và ghi chú xin được nhận lại tiền, đồng thời liên hệ ngân hàng làm việc với ông E. Thế nhưng ông E đã không hợp tác và không trả lại tiền cho ông Ca. Sau đó, ông Ca đã trình báo sự việc với Công an thành phố Dĩ An. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Dĩ An đã mời ông E lên làm việc, giải thích, vận động chuyển trả lại tiền, nhưng người này không hợp tác. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông E để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.